À, vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì clip trước thì mình cũng có những cái hình ảnh ban đầu về chăn nuôi heo ở xã Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và việc chăn nuôi heo này á, thì nó cũng không có đòi hỏi về cầu kỳ lắm về chuồng trại cũng như là cách nuôi. Nhưng mà đặc biệt á, là cái việc chăm sóc heo rừng này cũng đòi hỏi một cái việc rất là khó khăn về cái việc mà cho heo rừng ăn những cái loại rau rừng. Và bên cạnh mình đây là một cái hộ chăn nuôi gia đình. Về thì ngay hôm nay thì mình sẽ có những cái trải nghiệm cùng với cô. Chào cô ạ. Vâng, chào cháu. À, thì bây giờ cô có thể dẫn mọi người đi tham quan cái trại của mình cũng như là cho heo rừng ăn những cái loại heo rừng nào, đúng không ạ? Vâng, được ạ. À, thì bây giờ cô có thể tiết lộ một chút xíu về việc mà khi mà mình cho heo rừng ăn những cái loại mà cây lá ngoài thiên nhiên á, thì nó sẽ có những cái lợi ích gì cho heo rừng không ạ? Xin chào tất cả bà con. Nói chung là nuôi heo rừng này thì rất là đơn giản, dễ lắm. Ngoài những thức ăn mà mình đi lấy về cho nó ăn, rau rác các thứ mình tận dụng ở các cửa hàng về mình cho nó ăn, thì ngoài ra còn đi cắt những cái cỏ xung quanh trang trại, rồi cái keo này, cái chè tàu này, hay là cái lá đu đủ, hay là bất kể lá cây xanh gì cho vào cũng ăn, nó cũng ăn hết cho bạn. Nói chung là mình mà mình cho ăn cái cây keo là mình kháng được cái run sán. Là những heo sinh sản này là không phải ăn thuốc, không phải trị thuốc run sán đâu, là nó sẽ tự ăn cái chất đó và nó sẽ ngăn ngừa được bệnh run sán. Một thông tin là thú vị ạ. Nếu bây giờ thì chắc cô cháu mình thì đi tham quan cái trại để mình cho nó ăn luôn rồi nhé. Vâng, vâng, thì đi để xem cho nó ăn. Đây các bạn nhé, những cái lá rừng này, lá cây keo này thì được vứt vào đây để cho những cái đàn heo này ăn các bạn nhé. À, cái này là những cái cây rừng này, cái thứ mình cũng vứt vào nó cũng ăn hết à cô? Ăn hết rồi. Đây, để tiếp cận được cái đàn heo này thì mình chỉ còn cách là cho nó ăn thôi các bạn. Đấy. Cái này cho heo ăn vừa là rau xanh mà cũng là chỉ run sán được đây. À, đây là những cái cây rừng đúng không ạ? Đây, cây keo rừng, những cây keo đây. Đấy. Đó, chữa đau bụng cho nó này, cái này à. À, cái này là chữa đau bụng nó luôn hả cô? Ừ, đau bụng nó bị ỉa. Xong này con ăn cái này hết rồi, có lần có cần thuốc đâu. À, có nghĩa là heo rừng này nuôi mình không cần thuốc thang gì ạ? Không, cân heo cái này có năng của cái này có. Cái chè tàu nó cũng ăn rồi cái này, cái chè tàu nó cũng ăn rồi, cái gì hết nó ăn hết. Đây là cây keo hả cô? Cây keo, cái chè tàu. Đây, cái chè tàu đây này. Chè tàu. Cái này cái chè tàu để làm bờ rào đấy. À, nó đấy. Cũng ăn luôn. Nó cũng ăn luôn. Nó cũng ăn luôn đây. Đấy. Rất là ăn, rất là tạp đúng không ạ? Đúng rồi. Nó ăn tạp, nó ăn tạp. Đây các bạn, thấy nó ăn rất tạp. Nạc lắm heo này. Heo này nạc lắm à? Nạc lắm, sao không đỡ tí nào. Thịt cũng ngọt. Cái con nanh này nó vẫn, cái con heo được cái nó vẫn trốn trốn nha, nó không chịu lại gần đấy. À. Con heo được thì to quá cô nhỉ? Ngoài những cái loại thức ăn mình nấu kia thì lá cây rừng này thì cũng là một cái nguồn thực phẩm cho nó ăn đúng không cô? Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy, cho cây chè tàu rồi cây bất kể cây gì, cây xanh hoặc là cây xanh.
thu hoạch những cây nông sản như là cây bắp hay là cây đậu gì ném vào nó cũng ăn hết đi chứ. Để heo bố heo mẹ đâu cần phải sử dụng đâu mà cứ cho ăn cái này thôi. Đây con heo rừng con anh kìa các bạn. Để bé cầm. Đây các bạn, con heo rừng có rất to kìa nhé. À, là một đàn heo này thì mình cần khoảng một con heo rừng nữa hả cô? Một con heo đực này thôi đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Cần một con heo đực này thôi. Cả đàn này này. Cả đàn là mình chỉ cần một con đực thôi. Cũng có nhiều hộ gia đình đến để sinh giống nữa đấy. Người ta cũng thả vào đây này. Lúc nãy mình rất là khó tiếp cận được cái đàn heo này, nhưng mà cứ lúc có thức ăn này thì mình tiếp cận nó rất là dễ dàng. Có vẻ như là lúc sáng bây giờ nó cũng đói đúng không ạ? Chưa tách lên đây kia nó đẹp lắm, con nó mới gần 20 con rồi. Dạ. Đẹp. Đấy, quay mình về. Những cái loại rau rừng như thế này thì mình có cho nó ăn thường xuyên không cô? Có chứ. Cứ một ngày cũng ăn 1-2 lần. Có thì ăn, không thì thôi. Có thì cho nó ăn. Không có thì thôi. Có cho nó ăn thì càng tốt đúng không ạ? Con heo đực này thì tầm được bao nhiêu ký được cô? Cái này được 80 ký. Chắc cũng gần cả tạ ấy chứ? Gần cần tạ đấy. 80 ký. Ăn xong rồi ra đầm. Rồi gom cái phân heo cái vào ủ rồi bón cây xung quanh vườn này cháu này. À cái phân heo là mình cái sẽ gom lại. Mình sẽ gom lại xong rồi ủ chấu hoặc là bã vỏ cà phê á.
không mình đi trồng ủ bón cho bơ rồi chanh đấy, rồi chôm chôm. À vâng các bạn, à, ngoài những cái thức ăn như là nước rác từ những cái cửa hàng thức ăn á, thì người ta còn cho ăn một cái loại rau rừng, đó là cây chè tàu hoặc là cây keo. Bất kể có loại cây nào. Và khi mà cho ăn những cái loại rau rừng này á, thì cũng không phải mua thuốc sổ giun nữa, tại vì những cái loại rau rừng này thì cũng đã có thể sổ giun cho những cái loại heo này rồi. Thì đó là những thông tin mà mình nhận được từ những cái hộ chăn nuôi này. À, và vâng, clip này thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé. À, xin gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.